Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Hôm nay Quang Phạm lại đến thăm nhà của anh Toàn nha quý cô chú anh chị. Vừa đến thì gặp anh Toàn đang chuẩn bị tập vật lý trị liệu nha quý cô chú anh chị. Thì hôm bữa Quang có nói với quý cô chú anh chị là Quang đã lo cho bé Toàn đi học lại đó. Bây giờ hỏi bé được chứ, bé được đi học lại. Thì bây giờ anh bà con của anh rể bên chú con bác của bé được là chở bé được đi rút học bạ về đó nghe quý cô chú anh chị. Thì để cho rút bạ về đặng mà mình nộp cái vô trường học Long Hưng nè ở quận Ô Môn á. Để cho bé học lại nghe. Bây giờ đang chuẩn bị cho cha nó để cha nó tập vật lý trị liệu nè. Bộ mỗi lần tập mỗi lần khó gì đó hả bà sao? Đây con đem cho, tại không biết đeo thôi. Ừ. Đây con đem cho. Chưa. Từ từ một người làm thôi, ba bốn người làm rồi ai làm cho được. Đó, vô gốc cái vậy á. Làm khó khăn gì đó hả? Mỗi lần vô làm vô khó khăn. Bây giờ nó bự nè, thay cái ấy đi, thay cái mà cái đôi giày khác. Cái giày bộ giày hơi nhỏ hả? Sao tao gắn cái dép quay hậu á? Cái quay hậu không được hả? Nó vuột ra hả? Được hôm qua con rút học bạ về hả được? Dạ. Con lấy cho chú coi rồi. Đó hôm qua bé được đi đi rút học bạ bên Đồng Tháp về đó nghe quý cô chú anh chị. Đâu? Con rút đâu? Cho chú coi đây nè. Ờ, thầy ha con nào mở ra cho chú coi rồi. Thì là năm mà rút về là con lên lớp 5 phải không? Con học lớp 5 phải không? Dạ. Rồi được cho chú coi rồi. À, đây là giấy giấy mà đi rút học bạ về nè nghe quý cô chú anh chị. Của trường trường tiểu học Long Hưng nha. À, bé rút để mà về chuyển vô trường tiểu học Long Hưng nè. Đây là giấy giới thiệu của trường tiểu học Long Hưng. Thì hôm qua con về mấy giờ? Dạ hôm qua giờ là 2-3 giờ. 2-3 giờ ha. Đây là cái học bạ của bé Nguyễn Văn Được này nha. Đã rút xong rồi nè. Là bé chuẩn bị học lại nha quý cô chú anh chị. Về mình chỉ nạp vô trường là trường cho học lại nha. Tại đã xin rồi. Đã xin trường tiểu học Long Hưng nè. Thì trường tiểu học Long Hưng đã giới thiệu. Thiệu mình mới qua mình rút được hồ sơ nha. Giờ là chuẩn bị xong rồi nữa sẽ đi nạp. Con vui không Nga được? Dạ vui. Vui ha. Hôm qua đi bển đi rút hồ sơ bển mệt không? Dạ mệt mới được vô. Người ta đâu có đưa giấy giới thiệu đâu, phải chờ tới 1 giờ mấy là người xong cái anh hai con xin. Tại vì đường xa cô kia là kêu 10 giờ qua lấy giấy giới thiệu á. À. Kêu 10 giờ qua giấy lấy giấy giới thiệu. Chứ con xin giấy giới thiệu ở đây trước rồi mới qua bên kia ha. Tắt rồi chú qua. Không sao. Dạ xin xong cái tới qua cái thầy phó cái trường đó đó. Ừ. Ở Bình Hạnh 3. Ừ. Rồi xin chữ ký xong rồi mới đi về đây. Xin đó là qua bển là qua bển là rút được liền đó ha. Dạ. Là đồng ý cho em Nguyễn Văn Được chuyển về trường tiểu học Long Hưng nha quý cô chú anh chị. Thì bé chuẩn bị được đi học rồi đó. Vui ha, nó chuẩn bị đi học rồi nha. Vài bữa mà sắm mà tập sách đồ quần áo đi nha. Dạ. Bữa mà chú còn gửi lại cho bà nội 2 triệu đó. Dạ. Bữa nào có gì chú dẫn đi mua tập sách lớp lớp 5 ha. Dạ. Cho chuẩn bị đi học lại.
mình thấy vui không? Dạ vui, con cảm ơn cô Phương đã ủng hộ tiền cho con đi học. Ờ, giỏi quá, ngoan quá. Con ngoan vậy đó nên là mấy cô mới thương, mấy cô sẽ là lo cho con đi học. Dạ. Sáng giờ con ăn gì nói cho chú nghe coi. Dạ sáng hả? Ừ. Con người ta không có cho cơm tương á. Con ăn con xin cha 10.000 tại vì con ăn cơm bánh tầm. À. Xong cái người ta cho luôn. Không lấy tiền. Tức là con xin cha 10.000 đi ăn bánh tầm. Dạ. Nhưng mà người ta thấy thương quá, người ta không có lấy tiền con ha. Dạ. Ta cho con luôn ha. Dạ. Ừ, tội nghiệp quá hả? Chú đến thì chú thấy gia đình con và chú cũng mà thương con nữa, con ngoan. Bây giờ là thôi con bỏ mà giờ này vô đi, cất kỹ nha. Mai mốt gì đó cái mình ra ngoài trường ngoài mình nạp vô đang đi học lại. Được rồi sao ơi. Nực quá hả bà sao? Ừ, nực. Dạ con nực quá. Con cũng nực quá. Ừ. Nhất này mà 2 giờ rưỡi rồi. Còn... Dạ 2 giờ rưỡi à. Mấy giờ mới ở đây mình mới nấu cơm bà sao? 3 giờ. 3 giờ mới nấu cơm ha. À. Rồi bữa nay là mình tính. Bữa nay mình tính mà nấu cái gì ăn bà sao? Mua mấy miếng thịt nọng nó con thủy nó bán đó. Dạ. Còn nó bán rồi để nó à. Cho. À. Cá mắm vậy đây đâu có. À, đây là dạ, bé được nè, công cất hồ sơ kỹ kỹ rồi đang mà mai mốt gì đó đem mà nộp vô trường. Ủa, dạ. Cái xe của con không ra có chạy không? Dạ không. Không chạy ha, dựng đó ha. Dạ. Dựng để cho mới để mà mai mốt đi học ha. Dạ. Chú thấy chú gặp hai xe này chú cũng khoái nữa. Cái xe này đâu con nhảy lên ngồi thử coi. Nó thấp không ta? Nó dạ. Thấp với con không hay nó vừa với con? Nó vừa chú ơi. Tưởng nó thấp thì mình đưa cái yên lên cao một chút xíu được không? Dạ. Chú thấy nữa, con đưa cái yên lên cao chút xíu được cho nó dạ. Nó hơi cao cao một chút. Nhìn thấy nó hơi hơi lùn không? Hơi lùn với con không? Dạ con thấy vậy cao một chút. Vì là cao là vừa ha. Dạ. Đây nữa rồi nhà chú kia năng lên dùng chứ giờ hay vừa. Ừ, con nói lớn lớn lên. Dạ. Thì cũng có cái rồ thu đây nè. Đó, ha. Nó lớn lớn lên. Dạ. Rồi sáng giờ là ăn bánh tầm mà làm ta cho đó ha. Dạ. Vui ha. Rồi ra trước chơi đi. Đi, chết chơi với chú. Để bé được chuẩn bị đi học lại đó nghe quý cô chú anh chị. Rất là vui nha. Hôm nay thì có ba bé được thì đi ra trước nè con. Dạ. Ra hành trước con, cha con tập luyện thể dục thể thao kìa. Cha chỉnh giờ ở đây cha. Chỉnh giờ. À. Con cha mới được là tập luyện thể dục thể thao đang nâng cao sức khỏe chuẩn bị đi lại rồi. Mong là em cũng mong cho là anh Toàn hồi phục để mà sức khỏe tốt để mà đi mừng để được nuôi mấy bé chứ. Dịnh hả bà Sáu chứ không phải là đưa vô hả? À, đưa vô sợ nó đau tay hết bà Sáu. Đúng rồi, cái tay bên kia ta tập luyện tay bên kia thôi chứ. Mấy nay tập luyện ngủ ngon không anh Tàu? Im luôn hả? Thấy cái làm cái đồ tập này em thấy cũng quá hợp lý ha. Nay là hai anh em bữa nay không có hả? Vô đi, vô tiếp anh con đi mà được. Dạ, hồi, biết vô không? Bác Bảy đang vô em. Hồi con vô chỉ xanh nè. Con vô chỉ xanh nè chứ không vô được chỉ trắng hả? Dạ, chỉ trắng vô được nhưng mà nó đau sinh phòng. Bữa nay sáng giờ là con chưa chưa có đan lưới ha. Tốt. Con rồi mấy chị ạ.
đang gồi mới hết rồi ha. Dạ. Này cũng hết lưới sớm nên này cũng khỏe rồi. Giờ đang vô game. Bà nội quá. À. Bà nội hả bà nội? Bà nội qua hả? Dạ. Bà nội qua chơi nữa nè. Mấy được sắp đi học lại anh vui không bà nội? Vui dữ lắm, mừng dữ lắm, mừng. Dạ. Yeah. Hôm qua nó mà về mấy giờ nội? Đi qua về có 2 giờ. 2 giờ ha. 2 giờ. Qua rút hồ sơ về 2 giờ ha. 2 giờ. Dạ. Về được mừng muốn chết á. Dạ. Có tiền. Có lấy được á. À. Lấy được mừng muốn chết. Dạ. Cho con cháu nó học được mừng. Dạ, nếu mà nó học được thì con cũng mừng nữa. Mừng khác. Chứ đến mà bữa nghe bé nói bé muốn đi học lại mà mình không giúp được thì con thấy tội nghiệp. Dạ, bây giờ con mình đi rút hồ sơ rồi cũng cũng còn được số tiền cho bé đi học cũng mừng quá mà mừng sao? Mấy bà nội. Mừng quá rồi. Dạ. Ngồi đi con, ngồi đi. Dạ, ngồi đi nội. Mừng rỡ lắm mừng. Dạ. Dạ đúng rồi, hai anh em thì một thằng ở nhà để cho tiếp cha nó, một thằng thì đi học có sau này cho có cái tương lai để nó có thể lo được cho cha nó. Thế bà nội cho cha nó mừng quá mừng, nó về nó nói được rồi đó, mừng dữ lắm mừng. Dạ. Qua bé được về đây nó cũng mừng dữ không bà nội? Mừng dữ lắm, nó mừng dữ lắm mà. Dạ. Nó nói nội ơi con rút được rồi nội. Dạ. Con rút được hồ sơ để hồ về đây. Hồ sơ được về đây rồi. Để đi học thế bà nội. Dạ. Yeah. Mừng dữ lắm. Dạ. Mình dạ. Có định chừng nào là đi mua tập sách rồi cho bé chưa nội? Thì không biết trường nó sao chứ về mua giờ nào không được. Dạ. Mai mốt thì mua không được, mai mốt được đó. Tranh thủ mình mua tập sách cho nó trước đi. Giờ nó đã ấy rồi, nó mình nhận rồi, giờ lên lớp 5 rồi. Giờ về đây lớp là 5 lớp 5. À, dạ. Tức là mình sẽ mua tập sách lớp 5. À. Không biết cái màu quần áo thì đồng phục mua ở trường hay là mình mua ở ngoài cái có. Cái đó mình cũng chưa biết nữa nè. Ở đâu? Biết Hiền không? Con không biết. Hiền Minh Khai. Hiền Khai ha. Ừ. Hiền Minh Khai là phó hiệu trưởng hả? Dạ. À, dạ. À, biết. Biết Hiền. Dạ, dạ. Giờ đi ra ngoài. À. Ra ngoài mua. Năm đấu gần tốt rồi đó, giờ học bán đồ đạc. Đồ đạc cái ra đấy mình đặt đó, nó cái mua cái mình mua luôn. Dạ. Đang biết đang hỏi đang nữa mua cho bé rồi đang cho nó đầy đủ nào mình trừ kêu đi học là mình chừng nào học có mình sẵn có liền à. Ờ, có sẵn đi liền à. Đúng rồi, nào nó đi học là mình có sẵn đi học liền à. Dạ. Về nó chạy về nó nội ơi con rút được rồi nội, nó trời ơi mừng lắm con ơi, con có con học cho biết chữ. Dạ. Với người ta. Dạ. Đúng rồi. Dạ, tài nội lần là ngày nội tiếp cơm nước đồ nội bà sáu qua nữa. Đây nội khuyên nhủ mấy đứa chỉ mấy đứa chỉ biểu chỉ dạy nó cho nó mà dọn dẹp này kia được sạch sẽ sạch sẽ la gầy nó. Dạ đúng rồi. Để thôi nó còn nhỏ nó cũng không biết gì, nhỏ nó không biết. Dạ. Với anh Toàn thì anh cũng bệnh luôn, anh còn có tập hoài tập tới cho nó la mấy đứa được. Trên, dạ, có nội qua thì nội thấy cái nào mà nó dơ giấy, nó, dơ giấy nó bề bộn quá thì kêu nó dọn dẹp. Cái gì chứ có nội cũng tốt lắm chứ. Toàn gán tập này chắc tháng vài tháng đỡ chứ gì. Miễn dạ. Yêu cậu nó đi đường dựng cũng được, nó làm dạ. Cho nó đi đái thì ỉa nó khỏe mấy chứ nhỏ. Dạ dạ. Không phải gì trơn. Dạ. Chứ cái đi mặn là gọi rồi. Vĩnh viễn luôn đó. Đúng rồi. Không có đi mặn được đâu. Yêu cầu ở trong đây, nhà. Cái bệnh tai biến này thì nó cũng khó hồi phục. Khó hồi phục lắm. Nội. Khó lắm con ạ. Dạ. Thì mình tập là chủ yếu đặng mình đi, đi tới luôn tới lui đá ỉa đồ nó rồi, con rồi. Nó khỏi có dắt và dẫn như hung đó. Dạ. Nhờ cái đó chứ tập. Mình hồi phục lại như hồi xưa phục. Chắc cũng hơi khó. Không khó. Không dạ. Khó đâu. Trăm ca không có ca. Ừ, đúng rồi. Thôi mình mà nhiều khi mình cố gắng rồi nó vô mình là sao? Vô mình hồi phục là sao anh Toàn? Bỏ biết đâu chừng. Ừ, biết đâu chừng phải không mà nói? Thôi xui mình mà. Thên thì mình mau hồi phục được. Đúng rồi. Thên thì mình mau hồi phục là sao?
có ai mà biết được. Có con. Cái gì mà cũng phải hy vọng chứ hả nội? Hy vọng á, ráng tôi nó ráng đạp đi con. Giờ bây giờ con ráng con đạp con làm đi đặng cho nó. Dầu con mà không được con đi tới lui con mấy cái đứa con nó khỏe. Dạ. Nói chung mình an toàn mà đi tới lui được thì mấy đứa nó cũng khỏe. Thứ nhất nó cũng đi học được, nó cũng khỏe. Còn tốt nó cũng đi làm này kia đi đồ. Làm cũng, được. Dạ. Cũng có cái thu nhập. Chung anh Toàn có được cái chỗ mà tập này con cũng mừng. Mừng. Cũng nhờ thằng cháu, cháu suy nghĩ ra. Cháu suy nghĩ ra nó nói chú Chính ơi. Dạ. Giờ để con đi ngoài con mua. Dạ. Con mua rồi con làm cho chú tập. Ăn cho nó phục rồi chút tính thì cũng được đó. Yeah. Yêu cầu để đi lên cưng cũng được đó. Yeah. Đừng ngãi thôi. Yeah. Chứ cái suốt là mà đi mặn là không được rồi đó. Yeah. Nội con biết hết mặn rồi. Yeah. Suốt là, không là bé được giờ đi học được con mừng quá ha. Mừng quá mừng nội lắm. Mừng lắm. Con đến con cũng giúp được bé được gì bởi giúp cái đó con mấy bởi vì giúp cái đó được con mừng vũ lắm mừng đó. Yeah. Con nó nhỏ thôi đó thấy người ta đi học rồi con cháu mình không có đi học nó buồn trong bụng lắm mà không biết thì sao. Dạ, đúng mình rồi. Đâu có để nó nghỉ sớm quá thì nó cũng thất học cũng tội nghiệp. Tội nghiệp đó. Dạ. Bây giờ á tôi mừng nó sức hỏi cậu không con được rồi nội ơi khỏe. Dạ. Rồi nói nó nói, ừ vậy là mẹ bà nội mừng lắm con ơi. Dạ. Thì con cố gắng con đi học. Dạ. Mấy cô con nó là cho con giúp cho con đi học được bà nội mừng dữ lắm. Dạ. Chứ không có mấy con này thì con không có đi học được đâu. Dạ đúng rồi. Thương nào đi học đúng được hết trơn con. Thì cũng nhờ cộng đồng, nhờ cộng đồng giúp đỡ gia đình mình nên là giờ bé được cũng có được đến trường tiếp tục nè. Cũng mừng quá. Mừng quá mừng. Dạ. Thôi Quang cũng xin kết thúc video tại đây nha quý cô chú anh chị. Hẹn quý cô chú anh chị vào một lần tiếp theo nha. Bye bye mọi người.